Hi, xin chào tất cả các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Rõ ràng là mình nhớ lúc mà mình vẽ cái mặt đó xong mình nhìn trong gương mình thấy nó cũng không tệ lắm. Mà tại sao nó quay lên video nhìn nó kỳ vậy? Nhưng mà thôi kệ đi, có bao nhiêu thì xài bấy nhiêu nha. Chào mọi người, rất vui bởi vì chúng ta vẫn còn có thể gặp được nhau sau một trận đại dịch hoành hành kinh khủng như vậy. Và hồi video hôm nay mình muốn review với mọi người cuốn Tỷ Phú Bán Giày. Thật ra đây là những cuốn sách rất là kinh điển mà mình nghĩ là các bạn hoàn toàn có thể đọc review ở bất kỳ một trang mạng nào, kể cả báo giấy lẫn những cái video như thế này. Nhưng mà cơ bản thì đối với mình vẫn muốn đưa một cái ý kiến khá là chủ quan đến với các bạn sau khi mình đã đọc được một số cuốn khá là nổi tiếng, ví dụ như Dốc Hết Trái Tim này là nói về Starbucks, hoặc là Napoleon Hill Để Thế Giới Với Bạn Là Ai, thì mình sẽ để những cái link quyển sách đó ở đây. Sau những cái cuốn đó thì khi đọc đến cuốn Tỷ Phú Bán Giày mình cảm thấy hơi hụt hẫng một tí, tại vì nó không có được như mong đợi của mình lắm, mà nó đã bao quát khá nhiều rồi á, thì mình khi mà mình đọc lại một cái phạm vi mà nó nhỏ hơn á, cảm giác nó sẽ bị hụt hẫng. Nhưng mà không phải vì vậy thì cái cuốn này nó lại kém hấp dẫn đâu. Cuốn sách này nói về hành trình của một nhân vật có thật, và 2020 thì ông đã mãi ở lại đó. Cái sự nghiệp mà ông để lại vẫn rất là vẻ vang, và cái hành trình mà ông đến với support nó cũng là một cái rất là đáng để học hỏi, để nâng niu, để chúng ta có thể rút được rất là nhiều bài học kinh nghiệm từ đó. Như cũ thì mình vẫn không biết đọc tên tác giả nên là mình sẽ để tên tác giả ở đây. Tony Shea. Tony Shea. CEO của support.com, công ty được Amazon mua lại với giá 1,2 tỷ đô la. Nếu như mà cho các mình có thể gửi cho các bạn thì các bạn đây sẽ là cuốn sách mà nên đọc đầu tiên khi mà các bạn tìm những cái cuốn sách về những người nổi tiếng, về cái cuộc hành trình mà gây dựng ra những cái thương hiệu riêng của họ. Tại vì cái quyển này nó khá là chi tiết và nó là một cái bộ phận nhỏ. Sau đó chúng ta sẽ đọc tới Dốc Hết Trái Tim hoặc Để Thế Giới Với Bạn Là Ai. Mình có nghĩ tại sao khi đọc cái cuốn này nó hơi kiểu bị hụt hẫng, có nghĩa là những cái công việc đó nó đáng ra nó phải như vậy. Để thành công á thì mọi người sẽ phải trải qua những bước như vậy. Nhưng mà nó cũng rất là hay, rất hấp dẫn, tại vì mỗi cái doanh nhân, mỗi người nổi tiếng á, mỗi triệu phú, tỷ phú, người ta sẽ có một cái hành trình riêng và những cái vốn liếng riêng của họ. Có đọc sơ qua cho các bạn một tí. Trả cho nhân viên mới 2.000 đô la nếu nghỉ việc. Coi dịch vụ khách hàng là trách nhiệm của toàn công ty chứ không phải của riêng bộ phận nào. Xem văn hóa công ty là ưu tiên hàng đầu. Áp dụng nghiên cứu khoa học về hạnh phúc và điều hành kinh doanh, giúp nhân viên trưởng thành cả nhân cách lẫn chuyên môn. Tìm cách thay đổi thế giới và tất nhiên là cả kiếm tiền. Bạn thấy những điều trên có vẻ điên rồi. Đó là quy chuẩn hoạt động của support. Nhà bán lẻ có doanh thu hơn 1 tỷ đô la mỗi năm trong danh sách những công ty tốt nhất để làm việc của tạp chí Fortune năm 2009. Support là cái tên mới đạt được vị trí cao nhất. Sau đó, công ty này được Amazon mua lại trong một thương vụ trị giá 1,2 tỷ đô la. Trong cuốn Tỷ Phú Bán Giày, Tony, CEO của Support, mang đến những bài học thu được từ kinh doanh và từ cuộc sống. Từ lúc khởi đầu với trang trại rung đất đến khi bán bánh pizza hay trong những năm tháng với Liên Exchange, Support và nhiều điều khác nữa. Với tiết tấu nhanh và thực tế, cuốn sách này giải thích tại sao một kiểu văn hóa kinh doanh khác biệt như thế lại trở thành mô hình cực kỳ thành công. Và chỉ cho bạn thấy, khi quan tâm đến hạnh phúc của những người xung quanh, bạn có thể nâng tầm bản thân đến mức nào. Tôi đã đọc một miếng Tỷ Phú Bán Giày suốt một ngày và nghiền ngẫm nhiều lần sau đó. Xuyên suốt hơn 300 trang sách là cách chia sẻ đơn giản nhưng rất thu hút của tác giả. Cuốn sách nhỏ bé này cùng với kinh nghiệm kinh doanh của bản thân giúp tôi càng củng cố quan điểm. Đam mê chính là một trong những yếu tố nền tảng giúp doanh nhân xây dựng văn hóa, thương hiệu, trường tồn và đột phá thành công trong kinh doanh. Đã nói đi, mình nghĩ là qua rất là nhiều cuốn sách mình đã từng review rồi thì mình đã nói là dịch vụ khách hàng vô cùng là quan trọng. Trong này là bán giày, nhưng mà cơ bản hiện tại thì mình đang bán quán ăn. Thì một món ăn chỉ cần chấp nhận được và dịch vụ khách hàng, mình gửi gắm đến khách hàng một cái tâm, một cái tầm nào đó nó hợp lý, thì khách hàng sẽ lựa chọn mình thay vì những quán ăn khác. Một cái món ăn đó thì nó sẽ xuất hiện ở menu của nhiều quán. Nhưng mà tại sao khách hàng lại chọn quán của mình? Bởi vì ở đây khách hàng nhận ra được có một cái môi trường gì đó nó khá là thân thiện. Nó có một cái tâm nào đó mà cái người chủ quán
cái nhân viên ở trong cái quán đó thực tế, thực tâm là muốn mang đến cho khách hàng một cái trải nghiệm tuyệt vời, tốt nhất, thì họ sẽ lựa chọn. Tại vì khi mà họ đặt chân vào cái quán đó, họ cảm nhận được một cái gì đó rất là thân thiện, rất là mến khách, một cái sự không có vụ lợi ở trong đó, thì khách hàng sẽ lựa chọn mình. Và đối với việc chăm sóc khách hàng không phải là tự nhiên mà những cái công ty lớn họ luôn có một bộ phận chăm sóc khách hàng riêng biệt. Nhưng mà mình cảm thấy chăm sóc khách hàng ở đây nó phải là một cái gì đó nó tế nhị. Mình sẽ đọc cho mọi người nghe lời giới thiệu nha. Tại vì sau khi review cũng khá một lượng ít sách thì mình cũng không biết là mình sẽ phải review cái gì nữa. Nội dung của sách thì mọi người nghe cũng có thể thấy được, đó là cái quá trình mà tác giả từ đầu, từ nhỏ cho tới lúc trở thành một tỷ phú. Thì hay. Lời giới thiệu: nếu bạn đang tìm kiếm một cuốn sách dạy làm giàu, trở thành tỷ phú với 1-2-3 bước, thì có lẽ cuốn sách này sẽ khiến bạn thất vọng. Nếu bạn muốn một cuốn sách chỉ dẫn những bí quyết kinh doanh, nghệ thuật quản lý, thì cuốn sách này cũng không hẳn sẽ giúp cho bạn một đáp án dễ dàng. Tuy nhiên, nếu bạn không tìm kiếm sự dễ dàng trong cuộc sống, và đôi lúc vẫn thường tự hỏi thành công là gì, hạnh phúc là gì, kế tiếp sẽ là gì, mình đang làm việc cực lực để làm gì, thì hãy cầm cuốn sách này và bắt đầu chuyển hình trình tìm ra chân lý của hạnh phúc, đam mê và lợi nhuận của tác giả. Vì đây cũng là những câu hỏi ám ảnh Tony ngay sau khi bán công ty đầu tiên của mình, Lee Trang, cho Microsoft với cái giá khó tin khi chịu vừa tròn 25 tuổi và mãi về sau. Dĩ nhiên, những câu hỏi trên sẽ không được trả lời dưới dạng hỏi đáp. Bạn sẽ được tham gia vào hành trình 27 năm với rất nhiều thành công nhưng cũng lắm thất bại của Tony. Từ một chú bé 9 tuổi máu mê kiếm tiền với những thương vụ kinh doanh như chim chạy dưới đất, làm cúp á thủ công, bán pizza ở Harvard, cho đến chàng thanh niên khởi nghiệp với công ty đầu đời Lee Exchange và sau này là Starbucks.com, để rồi tự rút ra câu trả lời cho riêng mình. Đó chính là điểm thú vị nhất của cuốn sách này: những chuyện đời thường, chân thật của chàng trai gốc Á đầy đam mê, hôi nổi loạn ngầm và không chịu nổi sự nhàm chán, những quyết định táo bạo và trăn trở của Tony trước những cơ hội cũng như thử thách, nhưng với cách lý giải và suy nghĩ rất đơn giản nhưng cũng gần gũi. Không kém phần sắc bén, đột nhiên trở nên rất gần gũi. Đôi lúc khi bạn cảm thấy nếu bạn ở vào tình huống đó, bạn cũng sẽ làm như thế. Giúp bạn tìm được câu trả lời cho chính mình là như vậy đấy. Tôi sẽ không tiết lộ quá nhiều về nội dung cuốn sách để bạn có thể tận hưởng 100% bất ngờ và hợp. Dõi theo những chặng đường kinh doanh của Tony, và chắc chắn không ít lần bạn sẽ bật cười trước những nhận xét hài hước cũng như những ý tưởng sáng tạo của Tony. Hài hước là thế, nhưng Tony còn là một thiên tài bẩm sinh và khá liều lĩnh trong kinh doanh. Tony từng phát biểu rằng nếu đến năm 12 tuổi, bạn chưa bộc lộ gì về khả năng khiếu kinh doanh thì có nghĩa là bạn không có. Chính đầu óc kinh doanh cộng với niềm tin về Internet đã khiến Tony mạnh dạn đầu tư vào Starbucks.com và biến ý tưởng điên rồ bán giày trên mạng, ai là mua giày trên mạng kia chứ, trở thành một trong những công ty thương mại điện tử hàng đầu với tổng doanh số bán 1 tỷ đô la mỗi năm và được Amazon mua lại với giá 1,2 tỷ đô vào năm 2009. Bí quyết là gì vậy? Cực kỳ đơn giản mà có lẽ ai cũng biết. Đem đến dịch vụ tốt nhất khiến khách hàng không chỉ hài lòng mà còn ngạc nhiên đến mức gặp ai còn suýt xoa giới thiệu về support. Tuy nhiên, đằng sau đó là cả một cuộc cách mạng về văn hóa công ty mà đến nay đã trở thành kinh điển trong giới kinh doanh thương mại điện tử. Với quan điểm, văn hóa công ty chính là thương hiệu và chỉ những nhân viên hết lòng với công việc mới có thể mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, Tony đã đưa ra một hệ thống tuyển dụng, đào tạo, chính sách công ty cực kỳ cụ thể nhưng cũng vô cùng táo bạo và phá cách, nhằm xây dựng một môi trường mà ai cũng vui vẻ, nhiệt huyết và sẵn sàng làm những điều khác người. Có những ví dụ nổi tiếng về dịch vụ khách hàng và văn hóa công ty của Support đã được nhắc nhiều trên báo chí như chính sách cho đổi trả trong 365 ngày, miễn phí giao hàng và trả hàng, sẵn sàng trả 2.000 đô la cho bất kỳ ai muốn nghỉ việc. Nhưng trong cuốn sách này, Tony còn đề cập và phân tích rất nhiều ý tưởng độc đáo khác tại Support mà ít người biết, khiến cho cuốn sách trở thành một kho ý tưởng kèm bản đồ kho báu cho những ai quan tâm đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp vui vẻ, độc đáo cũng như dịch vụ khách hàng xuất sắc. Có phải mét cho rằng rất khó để chứng minh liệu văn hóa công ty có phải là yếu tố chủ chốt mang lại thành công cho Support hay ngược lại, vì Support thành công nên mới có được văn hóa doanh nghiệp vững mạnh. Tuy nhiên, có một điều không thể chối cãi mà chúng ta sẽ cảm nhận được trong cuốn sách này là đam mê kinh doanh cháy bỏng trong mọi việc làm, trong từng câu chữ. Chính là niềm đam mê đó đã giúp Tony và những người cộng sự kiên trì đưa Support qua những thời điểm tưởng chừng như không còn con đường nào khác ngoài phá sản. Khi mọi nhà đầu tư đều quay lưng, quyết liệt dốc toàn bộ tài sản cá nhân bán nhà để duy trì hoạt động của công ty, để chứng minh với cả thế giới rằng họ đã sai khi không tin vào Support và đội ngũ,
Hầu hết mọi người đã đặt tỷ phú bán giày, mà tôi được biết để chia sẻ một cảm giác thôi thúc bừng bừng muốn bật ngay khỏi ghế để lập tức bắt tay làm một điều gì đó. Theo cách nói của Steve Jobs, CEO của Apple là ước mơ. Để lại một dấu ấn trong vũ trụ này mà ai sinh ra cũng đều có. Nếu vì những bon chen trong cuộc sống mà ước mơ đó dần mai một, thì tôi tin rằng tỷ phú bán giày sẽ giúp bạn thổi bùng lên ngọn lửa đam mê ấy. Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, nhờ sự phát triển của Internet và ảnh hưởng xuyên biên giới của những công ty khởi nghiệp làm thay đổi thế giới như Google, Facebook, Amazon, tinh thần kinh doanh của các bạn trẻ ngày càng một mạnh mẽ hơn. Hy vọng sự ra mắt cuốn tỷ phú bán giày sẽ giúp thổi bùng ngọn lửa đam mê, xây dựng những công ty khởi nghiệp xuất sắc với văn hóa doanh nghiệp vui vẻ, dịch vụ khách hàng tận tâm. Học tập từ Jobs, từ Tony nhiều hơn nữa. Nếu các bạn nên muốn tìm một cuốn sách về khởi nghiệp, về xây dựng tinh thần văn hóa doanh nghiệp, đặc biệt là xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thì hãy tham khảo qua cuốn sách này. Rất hay, rất hay, rất hay. Và ngay từ đầu thì mình đã nói là sau khi đọc xong những cuốn kia thì đọc cuốn này nó sẽ có hơi lặp lại một chút. Tại vì đa số những cái công ty, những cái doanh nghiệp mà muốn thành công thì đều phải trên một cái tầm nhất định. Họ phải có một nét văn hóa riêng. Và khi đọc cái cuốn này thì mình cũng đã xác định là chắc chắn sẽ học hỏi được những cái nét văn hóa gì đó ở trong doanh nghiệp của Tony. Cực kỳ hay và cực kỳ hay và cực kỳ hay luôn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Và nhớ ấn cái chuông nghe, tại vì mình sẽ cố gắng ra video mới vào mỗi tuần. Cố gắng. Và mình biết thì cái vấn đề review sách của mình nó đang lớn cứng ở đâu. Mình cũng thấy nó hơi lớn cứng, tại vì nó không có gì đột phá lắm. Nhưng mà sau khi mình đọc và mình cố gắng rút ra những cái vấn đề hay, và mình cảm thấy là thay vì dài dòng nói ý kiến của mình thì cái lời mở đầu nó cũng đã quá hay rồi. Nên là mình cho phép mình được đọc lại cái lời mở đầu. Và mình rất mong nhận được những đóng góp ý kiến của các bạn để kênh của mình có thể ngày càng phát triển và phát triển hơn nữa. Và cảm ơn mọi người. Cả nhà nhớ giữ sức khỏe.